ngay mình sẽ muốn là bao bao nhiêu một bộ sợi và chúng kia cái bên to tận đi mình đang chập tạm mình chúng mình cảm thấy dùng tạo non một bộ sợi dùng tất cả các lúc và phép anh đại chúng hô tất cả một bài thần su nâng một bài phật và giờ của bà một chút trong về Taro xin chưa luôn nó ăn nó cứ cho mình xế가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상 세계와 대상적 지상 세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 천일국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 말씀 바쁜 정성 조롱 무수 박 정국션 오케이 앞이 시작 오케이 mình cũng đã thành xưa mình cũng đã bất số một quân chúng tôi hàng về li series ngày thứ sáu sắp khai u sắp kia cho năm thứ còn phải bảy thì cái li đại dương cạn o sản phẩm chung chung như là đã tham làm chưa bị xe như chỉ cái li đại dương chút chung với những nhà mà đại bất lộ phục bất chung với những phục đại thành xưa ta mới ca tầm lai tầm rong tư ca ta mới ca non xa ca mới ca bẩm lư ca nuông bằng đầu ca chuốc cũng đã nông rồi viên xong mà chắc chỉ mùi nâng phục lại bất cứ chỉ đã xong rộp xong đuôi cứ chỉ nhẹ đã bầm phư ở dương chỗ căn tài sư chùm râu ở dương lô bi căn tài đun chất mẹ đôn chỉ mùi nâng phục lại thành sửa nghe tiếng ọc riết thu kỳ càng như rồ vô chỉ riêng rò tháng ngày ở cái nông mùi tháng ngày dương miên bảo phải bùi máu vì thế dương giang hỏi đa cứ dùng miếng pi và liên bùn mau của pi mau là bây chuốc chung với năng lực phục lại thành su năng lực phục lại tuần ta mà dạ ca chuốc đi ta mà dạ ca bồng plư đi ta mà thu ở dưới à chấp đam lâu chi vứt mày cố đau thầm mày sợi dây phim mày gì mà xe cứ cùng rưng lâu à vay đây chỉ à cách càng gì à vay đây chỉ chắc cũng bị say nó bỏ nè mà đai bứt bỏ dương đai còn bung ta thu cái càng gì đầm bây chui phần lươn lâu cái càng nghe chịu xét cứ cái càng nghe kiên cố bằng bằng cao lâu mà chất cập hiếp witnessing chúng mùi nâng
chắc khu vực xây bằng nhà mà đáy đồng bây ôi mà chức mà chỉ ca bằng dương có đôi chìa ông phía tầng mua từ ban đầu mà chức dương can để cho này ông phía dương rí chùm ra đồng bây khá là chỉ chun phù rốt thì chun đi cục được nông chăm bí bọn một phây phùm bởi ở kháng tế bản xong ở quân mà đi đồng nàng ôi thân nàng lòng ông phía xây thì mà xong phù ca đi ca nông nhiều trong một thế nông ý yên à cứ sao tu cặp sạch bỏ chế à chứ à chứ và chúng xong một phần trang và chúng chia phần to ra đi xong một phần trên một phần trên nếm là bày vừa cả bằng hai một lo cả này nó đứt tất cả bằng xong xong cùng please welcome. Thank you very much. Good evening, some all, some un, teacher Han, brothers and sister. Good evening, brothers and sisters. Okay. I would like to continue for the Dream Mother speech in Busan for May. Bà nhìn xong mình to đâu ở Busan đài là mà đài bà đi một xa lâu ở thì còn Busan và cả vì của mạng đều muốn. Actually, this Dream Mother speech in Busan, this basically for on the Chanyeol Day for the President Hori's message is based on this content. Bà chân cứ ở ngoài đài là mà đài lực là ní cứ bị chớn cứ tham đau sầm khăn từ lơ đối đại và xa rồi bỏ lúc của thiên hori đại lực là cả vị ngày chăn giang chứ cứ đi chơi chỉ khâm xa đại sầm khăn đại nam đại bàn là okay, so it's really important that in order to catch up for the true mother mind for this big changes of this leadership bạn chân cứ cũng khá là dương tôi được chấp ở ban đâu ở vậy là chia đu chật trong ban nó bỏ nằm đài bớt bỏ dương hai đi hai bàn chia nằm đài bớt phước ca pháp đô nâu nét được non bởi dương. In Busan, True Mother gave the unusually long speech. Bà dương cư nằm đài bớt chia phước đâu ca nai nôm nguyên nâu son tạc tha hát đô chia dù mình thầm mình chỉ được học đà. Yeah, thank you very much, Som Un, to translating for this kind of long message. Also, I took a time, almost the whole day, in order to translate this content. I just some often Som Un lại ban thưa cả bỏ phải, sản phẩm xa ở đây đi. Hay thường chúng tôi có ban chấm nai phê xương ta pin mũi ngay làm cái bỏ phải nụ mấy thì càng. Okay, let's see for message today. Và chúng tôi mơ tạo căn message cho bác sĩ. Yeah, please, please. Và cầm nát ác cầm băng này chỉ vật. Rất thích bác sĩ xe ác tình tệp. Đã tụ tụi tha mình bình bẻ. Chúng ta tha mình chưa bẻ thể. Đã tụ tụi tha mình lúc giết cư con tài chỉ phiêu viện. Đã bàn bằng ca lăng. Thìm ạ vị trí ẩm bì nẹ bằng ca chỉ một chả. Đây sẽ có lùn. Không nên nẹ bằng ca. Mình đã bàn cục krong từ cục lục tế. Thàn su bàn ảnh nhạt ai bằng cao sasana. Nâu tu tiang từ cục lục. Tạm bây xoay rô bởi chi chun sư chả rật. Đã ai nai nôm bởi chi chun xâm rạp ca đi chom pi bởi liệt đò sư chả rật. Đã nâng mọc đỏ. Vô bàm non này sasana chẳng ọc cứ đàm bây bằng dùl ông pi nhạc bằng cao. Nâng ở vây đài kia. Sẽ ra xâm khăn này nhạc bằng cao. Rồi hôn bà đò pi đi. Sasana chẳng ọc bàn đà tam không chết. Dù hai chi mù là hai đá mình miên cơ giáp hiếp cầm nát này chú vứt mình nên ở phụ bà này để cứ bị mình là bốc tê cứ bị bà này chứ nè xôn trích xôn mua bì rồi mọc bì ở phục còn tay cao sông vươn trích cao sông của mua bì rồi cứ mọc bì bà này tạc xong bà dê tạo thế. So it is really true that but we are born through mother, not from father. Và chúng cứ về chia cá bớt, dương cá pi mà đái mà mình biết phục thế. Of course, we were born because of the father's seed. But substantially we were born from mother. Và chia cá bớt dương bàn cá pi crop pu rồi bỏ lục ở phúc.
hai dương ban chắc cầm nát tua trên pi mà đài bao dương. And then also True Mother is talking this content again and again that the God was allowed to have the religion in all over the world be with the different faces. Và chương hai bàn kia pre ai ai nhạt ơi mà đưa miên đâu ở chủng nưa sasana xây xây cái nia có ai miên chủng nưa sasana xây xây cái bàn. Even though like South Asia to the Buddhism to the Confucianism in China or the Middle East in Islam or Christianity in the Europe. Và chúng tôi bây chỉ dừng khơi tha miên cập nát nó sát sanh gì cho nên đại ca tam giác rốt cứ tranh vì khang là cứ sát sanh ai mà chung bộ bia cứ ca vì khang Islam sát sanh ai mà tư vì khang ca cứ ca tranh vì một vì khang bộ Phật sát sanh. So whether that is a Confucianism or Buddhism or Christian or Muslim or Hindu, whatever, that the purpose is to let the people to know the essence of Creator. Và chẳng tôi bây giờ miên ca background mà bị sát sanh suy nghĩ của quốc vị cứ sát sanh bị Islam bị không không chư đó cứ ta cứ cô ông nói cứ ta ơi mà đứng cứ từ tu score đâu à vậy là chưa cô ông nói rùm. So what True Mother is saying in here is if whatever the religion, but if the people understand that the Creator is a heavenly parent, then no problem. Please go ahead. À, chứng cứ nạm lại lực lang thang bởi sân chìa nẹ này mọc bì khang nà đó bởi tay bởi sân dù lùm bì nẹ lại bằng cao đó cứ chìa phụ này khang suốt cứ ôm bình hài thì. But the point is the creator need to you need to know that the creator supposed to be the heavenly parent. Và chứng quay dùng khánh này tao đấng ra nẹ đại bằng cao đó cứ cứ chia nẹ đại miên đi hao thà chỉ đào mức cứ là cứ chỉ nhận đấy bằng cách chỉ nhận phụ này than xuống. Yeah, please. Biện này bị nhiên nâng sẽ chạp hiệp. À vậy cái đó đại ban ca lao nâng nâu bê ta đại quạt nâu than xú ban rong chăm một cục đại bất nghệ tầng lai đại dốt bi cái lại thị xã là bỏ trúng hay ai bằng ca bà giá ca đại ai ốc và sọc lưu xuyết chẳng có bàn bình mùi và bỏ ra từ bỏ ra sạch nước ban thu áo miên bằng hai chữ tròn lưu vi chi chúng ta cần đà nu hai vị trí mua là hai đại cầm bung đại cầm nai cùng rung sát na ban chấp đàm lục lucer ban chấp đàm ca nu hai lục khao bình ban tăng chất sản rap ca trả chính giang sạc cam sản rap đất thị test đó khi sát na cổ rê đau tổ lư tí krong chung yang biên bát tập phút khang bởi nhiên lục phơ bởi đi yang khlang đời phụ protestant mọc bì giá rõm rích đời bởi nhiên nâng sẽ chạp hiệp tu chìa yang nào đó đại đi bị phúc lô ban bằng hai bì sở nhà chồng lại đại đọt lơ ô bạc thuyết cổ rể. So what True Mother is saying in here, the specific point of this Protestant is even the priest can marry. Và chẳng nèm đây làm cái này đi sẽ tôn chủ mùi nâng sang sát sà Protestant cứ xong mấy tay chia à cha từ xa bỏ máu có ai riêng ca bà này. Even Buddhism monk or Catholic priest or Hindu Baba or even the Muslim how we call those people Imam, like nobody there are the single. Và chúng như khi cha bị chớ cứ à cha cái đôi khang của Buddha Sasana đôi khang cha khang Islam đôi khang Krishna Sasana đôi phụ qua tiếng Anh bị chớ cứ chia nét đại lâu admin karika đấy. Only the Protestant allow even the priest allow to be married. Và bây giờ xung miền tây Sasana Protestant thế đấy ai định nhát đôi à cha nó à cha một bàn. And then actually this is really true because of this understanding that the heavenly the God the creator is a heavenly parent. À chứng cứ cái này như hai bạn chia
ai xin tới đo ca vô tha nét bằng ca đó cứ chia phụ lại thành sinh. For the Catholic Church, is they don't marry because they understood that the God is a Heavenly Father, and then in order to be closer to Heavenly Father, and they don't marry. Và chứng cứ khang sasana Catholic cứ cái vô tha prean cứ chia alo phục chứng đâm bay oi phu ca đâm bay oi chừng nưa bọc kia nó can tài kia tôi can là phục bảo là lùa phục bọc kia nó cứ kia ở bàn chừng ca này. I do not know for the other religion how they believe, but I think similar reason. Và chứng cứ mình đăng tha sasana phu sinh kia chừng nưa đòi giang na tiếp tay gọi tha ai chỉ hai phần bài từ điên này. And then the True Mother is praising for these people like Luther or Calvin because they understood this point. So too much muscular Christianity they put together with the motherly love. Và chân cứ mình làm lại lực là mua đồ lưu sơ đằng khao với nếm. Rồi sao tại pi nữa ní cứ chia nét đầy dùl ông pi cái rương rau là mình làm lại hay là cũng cứ chia cũng lại thành xu bàn hai bàn chì còn sử dụng đâu ông pi cha cha đi đây là anh còn làm lại. Like the with this point, I really feel that Cambodia is a chosen nation. Và luôn chuẩn mực như hai bạn nhưng ai nhờ làm là cảm chí cứ chia và thế đại trong bàn chưa. Because like in Battambang and near from the teacher hen house or Bonte Minche or Pailin, they have so many powerful Ajumma. I mean the Kronium wife, the Bonte Minche, the lady or Pailin grandma. Nấu phải lên miền gì giác hay nấu khao một tí miền chơi miền xây cục lẹ và chứ sức tự đi chứng dịp hâu quá chú ma đi hai bạn kia dương cho tha cầm chiếc khi dịp thế này cho bạn chưa rồi. So with this view that Cambodia was chosen và chứng cứ trong tu sửa đi hai bạn cầm chiếc cho bạn dịp thế này chưa rồi. Also yesterday talking about the Israel story, Israel history, if even that it was a chosen nation, but it couldn't fulfill the mission, and then later become the big problem. Và chứ số bây tại sớm mình dừng dừng vì rào bọc Israel. Số bây tại Israel chỉ một thế đại trong ban chưa rồi đấy, và tại mình ai đầm nà ca nâng ở và sao thế cứ quanh hà cái đó cứ thùng tơ thùng tàu. So I feel also that's why I think the Cambodia really need to fulfill our mission. Và chương hai bạn chỉ trong vô tha mẹ rong tha cầm chiếc tàu thể bấm pin nhập ban lúc pin cả cầm rồi bọc luôn. Okay, please. Và sở ra dụng khăn đây ốc bạ tổng vẹn hai và mùi chọc phây phạm. Ấy lớn ích ả dụ rồi bọc nhóm cư phai sập hời. Nhóm cao lâu chân nằm sai bầy. Nói chân nằm sai phạm và tê khổ rê bàn tù lại gửi riêng. Và tại vì trâu bàn bàn chạy thằng chương thứ bốn thằng chương thưa ca như dạng sạc cam còn tay thằng thứ bốn đối với mình chạp ở rộng mình chạp cho sàn là ca mua chùm luôn bàn tỷ tại sao tại miền các bạn mà xin tràn nó biết lại cửa đây thằng chương bàn tìm luôn cho tìm tiền chỉ sạch trăm hà sắp sừng kìm ngay tìm một phải trăm khai mỹ của nó bàn chạp đạo. Actually, this one is a really makes sense. What True Mother is saying, the Korean War happened in order to let, in order to protect for this begotten daughter. Và chẳng ngờ vậy là nhập đài lên láng cư chỉ rừng mùi tâm trâu á. Xuân crim của rê đi ca láng cư đập bay thuê ca ca pia rồi đó côn xây tẻ mùi bỏ cũng là thằng xuyên. And then also at the same time, Taka was asking something else. Because of this age, actually, this is not many people experience the difficult experience in Korea. Và chân đời xa thì dương mưa tập nông dục kệ rồi máy đi rồi máy đúng vì ra mình xuất tài mình đu
I think even those who are living on this earth as a Korean, their mother is one of the last generation who experience for this Korean War. Và chúng số bây giờ lâu khờ và thế của rế nẹ mà đài bất cứ chia nề ri mà nẹ đài miên lâu chú nó bọt vì sao khói trong khói hả nông ca chú như nâng sừng kriêm mà bọt khờ rế. In that time, actually, your mother was born in the north, but in that time, that North Korea became more power because the North Korea was really ready to do, but the South Korea was not ready. Bà chân cứ nó phê nâng được nèm đái còn mình cầm nát trên tì một tế của rơi gần chân. Hai phê nó cứ gửi rơi gần chân cứ rưu rùa lắm nông ca thua dự kìm bản tế. Gửi rơi gần ố cứ ọt con rưu rùa thế. And then actually even Trimata is a warning this situation, even the situation right now. Bà chân xung bây giờ nèm đái nếu ca phụ bảo rộng một tí và giá thang là ca bà nhà bọn đi tiền. It seems like externally South Korea is more developed and North Korea is not so much. Và chân cứ lớn nhất cứ ai gì ban tha sự kiếm ở là cái thằng có bốn người ai bỏ lắng vào tay sự kiếm ở cái trước đó toàn thế. But let's say the North and South Korea unite and then they do in for the general election for the united North and South Korea. Và chân cứ ở đó cứ miên ca tìm bỏ chân áo đồng bày ơi cái thằng có bốn người đang cái thằng trước miên ca rung rung thì. And then, who will be the next president for the unified Korea? Và chúng ta bây giờ bỏ cho nó tâu, ta nổ na đại chia phần thiên như tập đây này của người thầm mình. Even though they do in the election with the democratic system, for the next president will be, high possibility will be Wang Fu from the north. Và chúng ta bây giờ bỏ cho nó đòi dứt thì thua cái đó, rồi chia tay tập tay cái đó. Vấn đề ai miền là tập hiệp quốc đã ai chứng nhận. Xong đây phía cho nó cứ phải chỉ một cái kháng chương. Why? Because North Korean people, all of them, they will vote for the North Korean people. Và chân cứ hãy đã vay tốc vì bố có rơi kháng chương. Từng ốc lý nó còn nóng bỏ nó control từ đó về cập hiếp nẹ nâu có rơi kháng chương à. But those who are from the south already, they have this party, those party, and many party like this. So that's why this vote will divide. Và chương đó sao tại nó khang cổ rê có bốn con mình cả đạp bạc tròn chương con ai với ca ca bao nó cứ trong bay xuống liền. So why? In here, what also True Mothers try to say is now you really need to educate our south people. À, chân tí đi cứ ở ngoài đời nhà bạn đài khi em được lớn cứ con được lao thà qua nhà bọn ích xôm nè trim không ca nay nó ở vùng được căn vật tế vị trí chân đàn đâu của riêng bầu and also that we really need to educate our people too. Và chân dưỡng được cái gì à cái dương tao tại thôi ca ở vùng được căn mà nuôi bao nhiêu đàn especially what I feel is a bottom bone. Và chứ không phải trong mì ở đó khăn cái cứ khai bắt bỏ lòng tay bỏ like a young pig think like this and then maybe the that IU director before what his name I suddenly forget Sanzan thinking like this or the Sergius comes thinking like this they do not really unite. Và chứ cứ hai phó người ta ai thà là vụ Sanzan kết sinh Somehow, for similar, is many of them look at the same direction. And then, even Kompot and Takayo, somehow, many of them look at the same direction. But anyway, that we really need to educate our John the Baptist figure. Oh, this is really serious.
rừng là trâu dục cho tôi đại mình tên. Before I come back to Bangkok, and also I have some time with an ex-mate. Và trong trong buôn trong mà đào bằng có đi khi ông bàn miền Tây và đi chỉ buôn lục rác mấy. And then I scolding to Lex May, and then you always like make the excuse and never join for the UPF education, but this time you need to join. Và trong trong bàn đây của tôi có thay này anh ta anh ta kích về nông ca chu rung vẹp và đồng đà và ông ca UPF trong Tây và đi cứ tỏ ta cũng kích điện. And then he said, yeah, I'm ready. Còn gì là có rủi ro thì gặp cái gì à? So that's why I think let's educate him. Và chúng xung triêm rồi đẹp và xuôi sẽ khá là làm một bọn. Okay, yeah, please. Và ca xâm rạch ban xâm rạp ca bằng ca nấu ở đồng tiện này ở phụng lại thẳng xuống. Xâm ban ca nấu khi càng trường hay xã nấu tí nụ rồi hốt đó cho năm đồng muốn xài bày. Dương tam cô ca này ca bằng ca nhà bằng cá ba đó dạ về lưu đoạt đó mình đục cục tập hết đó ráp na trong chi bằng chi nhà bằng cá côn sây bằng cá thàn chi côn sây bằng cá ngày thàn xuống trung ca pi trong rổ đó về đặt trong ai chốt can thàn xuống tam một dạ tam chân tẹt đó bác cục tỏa trung trâu tại ca pi trong đi thả hay là với ban chi đó một bộ tập tiếp chùa rung chùa mười con tọp ông ca sạp bình chí nó còn lòng về lúc lúc cứ là xa tại cái càng nghiệp bọt tham su mình men đòi âm nạch mình lúc rư ca cái khom đồ bằng tế xâm rạp xông vì chăm bạch ta xâm rạp đại tham su là bởi ca pi côn sây bằng cát xâm rạp ca xâm rạch nâu đồng tế đồ bằng trung nâng đồng bấy bằng pinh nô tùm lúc bằng trung bằng trung. Also, I was not thinking so much deep about that, but what Trumata is saying is actually really true. Tập bức xong mình sau ban kết ở quay ở xây dựng đầu của bạn thế bọn ta nhập lại lên lá như bất triệt không bình thường. Because this Korean War was right after the Second World War. Actually, also many nations also not easy to join together. Và trong bị pru hờ sừng kìm của rế đức ca lang nó phải đại còn để chọc sừng kìm lúc lúc đi bị rất cứ cà phê chẳng nghe tha phật tê chỉ chán nó cứ mình miên mình toàn rủi ro hoặc cà chua luôn đi. And then even some of the African nations joined. This is really amazing. Và vận tải xung bay tại bờ tây Afrik chua mà đi cứ chia rung cuộc nhau bao tiền. And then this is the first and last war that even UN was calling some joining, but then 16 nations gathering. Và chân cứ chia sừng kềm trong cái đó để xung bay tại ông cà sạp bị chỉ chiến. Dù anh nước ban ở hao có hao bờ tây ở chưa luôn thua rừng kiếm cứ ban chưa đã đọc một buồn tệ. Oh, even in the Vietnam War, not so many nations joined. Và những số bay từ rừng kiếm Việt Nam còn mình sau khi một tí chưa luôn mà này. And then in the war in the Middle East, even now the Russia and Ukraine, actually no nation joined for the Ukraine, just pretend to be joined, but those who are joined as a soldier, no nation. Và chúng cứ xung bay là nó phải trong bục bia ở đây đâu thì Ukraine với Rủ Sĩ cứ mình đi hai tu lúc này xung bay tại bằng hai anh ta đưa chỉ trong chua luôn đó ta cứ ăn liên từ hiên nam đấy từ chua luôn thôi rồi kêu thì Yeah, of course, like as some of the soldiers, because they want to fight, so they are joining as a personally, but as a nation, those nations to join is actually no nation, Ukraine and Russia. Bà, tại bởi kích tỷ rương to khuôn nó nghĩ ai chú rung tam chăn kẹt cả mạng chất. Và tại bởi không liên chú rung không liên bởi tê nam mỗi cũng không liên này. So that's why this is really unusual in the Korean War. 16 nations, they put the side for the South Korea. Bà chân cứ bật chìa đọc của mùa bật tê. Tại chú rung chui sừng kìm của rê và bố nữ. Cứ kì loa ca chú rung chui bởi chút to tăng thì mùa sừng kìm và ca nọc. For North Korean side, of course, there are the powerful nations like Soviet Union and China was joining. Bà chân cứ dùng khang trong khang của rê chứ miền bắc tây là miền nam tăng lang đôi chỉ chấn hay là bắc tây Xô Viết.
So this is really makes sense that Trimada is saying that, that this is not happened by the human power or human effort. Và dân cư là bây giờ lại nằm lại là lán cứ tâm trầu vì mình tham vì mình can lang được sao cũng lang tham khô đó bỏ mình nu cư mình ai tù với bạn thế Because after this one never happened like this. Và chung một tập vì can lang được cái bài mới cư mình can miên và mà đo thì thế. And then a why like this? Because it is necessary for Heavenly Parent to protect begotten daughter. Và chung hai đấy bài vua là can lang và mới cư đồng bài ấy. Mình nuôi cứ cứ quay quay cứ ca rồi mình ca ca pia đó con say tại mũi một cuộc đời thành sự. And that's all for today. So tomorrow evening, I need to give the guidance to the Thai member for those doing this thing. Bà là chân cứ và thử nghĩ là ai cứ nghĩ trong đồng thưa ca đoàn cảm sự mà chức có thể thấy. So maybe I will send a video what they did in English class, and then maybe you can little bit study from that. Và chúng tôi đang nhà chỉ video đại kỳ ban Korean và đang chỉ ra ông lấy chương nhằm dựng nhà tới người ai thực xa ta mình. Especially maybe you can watch those who how they are giving the presentation. Và chúng tôi dùng ai mơ tới hai tờ kê thưa ca bằng hai đôi đôi lời trả. And through this, I think you can study and then let's prepare, please prepare for after tomorrow that with me together. Và chúng hãy chấp bị khán sai chăm triêm riêng trong cả tour lâu mê riêng chúng mục chồng. So when sơ thi một đấy. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much. Và chúng xong bài quân ra cho cuộc cả một hai lâu mê riêng là bằng một sở niêm xâm rạp mê riêng này đi cứ bật chìa lực lao một bì áo quay được chìa ca nè nuông và bọn em đai bất chịu xét tệ tôn chủ mươi nâng là sự kìm trong cả và bọn tế cổ rế là mình cả chủ rùm đọc và mùi bất tế và chân chương đọc và mùi tế mình tế nán thì ai bây giờ nó là có rất nhiều dịch khơi nha và đây bất chìa nhà bọn đai lúc lưu lạc thao vì viên hẹt đi viên phó là xâm rạp ca ca lạc bạc đi và chân chứng cao hai của người nếm cư về chỉ nhà có mùi than mùi của vật sản để ai linh thì mùi nâng cái cạnh như bỏ dưỡng chỉ phải xét cư một điểm đưa lại tới tôi chúng mình được cái educate the can people và gì the can mà chắc mà chắc là chúng ta xong tiếp ai miền đâu ra one message one direction nhưng cái này dương việc khó khăn nhất tới đây là tới lúc vì bài bạc sang cái kia vì mình cùng nó rung mũi thế vì bất chiến mình mình cài gì mà tệ và chẳng so với quân chan thì ngày đi phải chỉ đi dương chỉ chan và là vô hai cảm ơn chẳng là chỉ mình sau mình tại bàn chưa rung vào camera và được thế xong mình chọc cầm thi trầm tầm đấy rồi xong về tàu lục ra dùng ướt là bây giờ cả bùng xuống mình chọc được tàu đi tới đi xong về tục kênh chủ và bùng xuống giờ ông lấy cái bán này không và nấu vặt bùng xuống vặt ngày rồi power dùng dùng chiều mua xuống bật cảm thấy một chút mà và dùng cột của mẹ su của cái bật cái dây chân từng ốc cái bàn chạy thả từng từng yên từng ngày su dùng bao quân lại bao quân đó đi quân chọc ngày ngày riêng riêng và đôi tua là cả nai nôm cả rên bì muslim bì là cái cả nghe nó cũng vật xa rồi chia sẽ cái đó thì lại rất chuẩn yếu bây giờ chuẩn một cung sẽ làm gì chết xem là cua sa sao nó tiếp tu tiền phục vụ nấu cơm chuẩn thêm một số thế sẽ vì là cái cá nghi nó không có vật ra còn vì cá chắc đã có bao nhiêu
và dùng cái cá nghe và dùng tập cho con này chứa rưỡng mùi đà sân khăn nâng chạm bạch nông niên trường mà chất mạng gà thì dùng trời dùng đăng áp đi ẩn nào này của vô rạch sạch chứ mà sẽ ẩn nào này cái cá nghe của dùng vì sân mạng gà vô tập cho con này không xuống bởi những ai rụ rung cái này thì mùi chạm cộng với sai tầm mùi tiết đào tầm mùi mà xuống thì dễ rụ rung cho mùi này nên là bật xuống một con đường này là con dùng một con đường này nó đi mà chẳng ngon mà bộ nó xây dựng đến đấy mà chúng ta chưa được một ngàn số mà mình cũng phải Rồi trình pin rồi người xả rất mềm ok còn trang trình được trả rồi thank you bong xong nào một con cây nhé giùm mấy cây nhỏ con Yeah, very keen. Thank you. Two. And tonight, Này một xem something.